Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, theo thông tin tuổi ban nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triều Sơn, tỉnh Thành Hóa xác nhận, cơ quan công an đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ việc. Một người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước cạnh đường Nghi Sơn, sao vàng hôm 16 tháng 3 vừa qua. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn, nghi phạm là một người phụ nữ tên X, ngụ xã Vân Sơn, huyện Triều Sơn. Cơ quan công an đã làm việc khám xét nhà ở và bắt nghi phạm X để điều tra vụ việc. Ngày 20 tháng 3, công an đã mời vợ chồng bà X lên để làm việc. Bà X đã thừa nhận hành vi phạm tội. Giữa gia đình bà X và nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn thông tin. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, gia đình bà LTP sinh năm 1976, ngụ thôn 5, xã Bần Sơn, đã tới cơ quan công an trình báo sự việc. Bà P đi làm đồng từ 13 giờ cùng ngày nhưng tối muộn không thấy về nhà, điện thoại không nghe máy. Thấy bất thường, người thân của người phụ nữ và chính quyền địa phương đã tổ chức đi tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể bà P được người dân phát hiện dưới mương thoát nước sau khoảng từ 40 đến 50 cm. Bên cạnh tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng, cách nhà khoảng 800 m. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại phường Ninh Hải. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Trần Hải, 60 tuổi, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ninh Hải, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Trần Thanh Tùng 58 tuổi Nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tội lạm dụng trong khi thi hành công vụ. Ông Trịnh Thanh Bình 43 tuổi, nguyên công chức địa chính phường, bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Ông Hồ Nhật Trung 50 tuổi, nguyên nhân viên văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo nội dung vụ án năm 2017, bà TTX đến gặp ông Trần Thanh Tùng tại Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải để nhờ hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thửa đất hơn 14.200m2 tại khu vực núi Bức Trong, đất do Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải quản lý. Ông Tùng đã gọi công chức địa chính Trịnh Thanh Bình qua phòng làm việc để hướng dẫn cho bà X đăng ký, kê khai và xác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Ông Phó Chủ tịch phường cũng tự tay ký xác nhận phiếu yêu cầu dịch vụ đo vẽ cho bà X. Sau đó bà X đã dẫn ông Tùng Bình và cán bộ đo đạc thuộc văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa đến khu đất để thực hiện việc đo vẽ. Tuy nhiên bà X đã lớn tuổi, không thể leo địa hình đồi núi nên đứng dưới đường trong quá trình này, ông Tùng là người trực tiếp chỉ danh giới thửa đất, mặc dù không thuộc thành phần tham gia đo đạc. Sau khi đo đạc xong, Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa đã xuất bản sơ đồ thửa đất. Ông Tùng đã chỉ đạo ông Bình liên hệ lấy bản vẽ về đưa cho mình. Quá trình xác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận, ông Bình không tổ chức lấy ý kiến khu dân cư để xác định nguồn gốc đất mà soạn sẵn nội dung rồi đưa cho ông Tùng. Ông Bình cũng là người nhận giấy chứng nhận thừa đất từ văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa về đưa cho phó chủ tịch phường thay vì đưa cho chủ đất là bà X. Vài ngày sau, ông Tùng tiếp tục chỉ đạo ông Bình làm đơn tách thừa đất trên thành hai thửa có diện tích 7.000m2 và 7.200m2. Tiếp đó, ông Tùng chỉ đạo ông Bình soạn hợp đồng chuyển nhượng thừa đất 7.200m2 giữa bà X và ông T, con trai ông Tùng. Để hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng, ông Tùng đã nhờ cán bộ tư pháp phường Ninh Hải làm lời làm chứng trong hợp đồng. Đồng thời, ông Tùng cũng nhờ ông Bình soạn hợp đồng chuyển nhượng thừa đất trên với giá 10 triệu đồng để giảm thuế và lệ phí. Sau đó, ông Tùng ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng dù ông không được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai và ký chứng thực. Theo kết luận điều tra, toàn bộ quá trình thực hiện từ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho đến tách thửa chuyển nhượng, ông Bình chỉ làm việc với phó chủ tịch phường, việc bà X có ký vào các giấy tờ trên hay không, công chức địa chính này không biết. Đồng thời gia đình bà X cũng khẳng định không chuyển nhượng đất cho con trai ông Tùng, sau đó con trai ông đã chuyển nhượng cho người khác. Cơ quan điều tra xác định ông Tùng vì động cơ cá nhân đã vượt quá quyền hạn của mình, làm trái công vụ, đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 455 triệu đồng. Ông Trịnh Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công làm trái công vụ thông qua sự chỉ đạo của ông Tùng. Công chức này đã lập hồ sơ tham mưu đề nghị cấp giấy chứng nhận đất không đúng quy trình thủ tục, đối tượng gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước. Ông Trần Hải với tư cách chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã buông lỏng quản lý, không kiểm tra đôn đốc và giám sát việc xác định nguồn gốc thửa đất. Ông Hồ Nhật Trung khi được phân công thụ lý hồ sơ trên đã không kiểm tra thực địa, đã xác định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là không đúng quy định pháp luật. Bác sĩ Trần Thị Hòa, trưởng khoa sản Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, Kiên Giang cho biết, đơn vị đang tích cực chăm sóc, hồi sức cho sản phụ HTM ổn định hơn trước khi đợi gia đình đồng ý chuyển viện lên tuyến trên tiếp tục chữa trị. Theo bác sĩ Hòa, sản phụ M 39 tuổi, tạm trú xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, vào viện trong tình trạng máu chảy nhau tiền đạo, được chẩn đoán sốc mất máu do nhau tiền đạo ra huyết trên thai 21 tuần. Nếu không xử lý mổ nhanh thì mẹ nguy hiểm tính mạng. Đơn vị đã nhanh chóng vừa truyền máu vừa mổ với hy vọng, khâu cầm máu chỗ nhau tiền đạo bám để cố gắng cứu được mẹ, còn thai nhi thì xác nhận không giữ được vì mới chỉ có 21 tuần. Khi mổ ra thì chỗ nhau bám không cầm máu nên quyết định cắt tử cung bán phần thì tạm ổn. Tuy nhiên, do trước đó mất máu nhiều nên dẫn đến rối loạn đông máu. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục truyền máu và chờ người thân đến để quyết định cho chuyển đi lên tuyến trên. Bác sĩ Hòa cho hay Ngoài ra, điểm khó nữa là sản phụ này có nhóm máu hiếm O cộng nên khá là khó tìm được người có nhóm máu tương thích để truyền. Trung tâm y tế cũng đã liên hệ và nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức cá nhân cùng kêu gọi nhiều người đến thử máu. Từ đêm qua ngày 23 tháng 3 đến nay đã truyền khoảng 10 đơn vị máu cho sản phụ. Hiện vẫn còn danh sách chờ của những người tình nguyện cho máu đợi sẵn, khi cần thì sẽ gọi vào để cho ngay. Sản phụ M hiện nằm ở khoa hồi sức tích cực trong tình trạng nguy kịch vẫn tiếp tục truyền máu và hướng chuyển tuyến trên. Được biết, sản phụ đã có 4 đứa con qua hai lần mổ, lần này là lần mổ thứ ba. Do tình trạng sản phụ như vậy nên các bác sĩ phải xử lý mổ ngay để cứu mẹ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm ngày 23 tháng 3, trên cộng đồng Facebook Phú Quốc có đăng tải lời kêu gọi hiến máu O cứu sản phụ M gặp phải tình trạng băng huyết. Sau đó, khoảng từ 400 đến 500 người dân sinh sống và làm việc tại Phú Quốc đã đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc để xét nghiệm cho máu. Trong số đó có khoảng 10 người có nhóm máu O tương đồng và tiến hành cho máu để cứu sản phụ M. Anh DQT, người dân ở Phú Quốc nói, lúc đó ở trung tâm đông đúc người dân đến xét nghiệm cho máu, ai cũng mong muốn nhóm máu của mình tương đồng để cứu sản phụ M. May mắn có 10 người có nhóm máu O phù hợp với sản phụ trên. Tôi hy vọng sức khỏe của sản phụ M sớm bình phục trở lại. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum xác nhận một phi công trong giải du lượn khám phá đại ngàn Sa Thầy 2024 đã tử vong. Giải du lượn khám phá đại ngàn Sa Thầy 2024 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3. Vào buổi sáng hôm sau, một phi công đã không may gặp nạn, rơi từ trên cao xuống đất và nhanh chóng được các bác sĩ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum cấp cứu. Theo bác sĩ Võ Văn Thiện, công tác tại bệnh viện này, phi công được nhập viện vào khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 3 trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum đã tích cực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, phi công đã tử vong sau khoảng 3 giờ vào viện. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, dù đã xảy ra một vụ tai nạn dù lượn, Cụ thể, ngày 28 tháng 11 năm 2023, Công an huyện Tân Uyên cũng đã nhận được thông tin từ Hội Dù lượn thành phố Hà Nội về việc phi công dù lượn Ngô Văn Đê thực hiện nội dung bay đường trường luyện tập. Xuất phát lúc 11 giờ 30 phút tại bản xì si thâu trải theo lịch bay từ Tam Đường đến Tân Uyên, Than Uyên. Đến khoảng 16 giờ khi anh Đê bay qua thị trấn Tân Uyên để trở về Tam Đường thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật sụp cánh dù. Cả người và dù bị rơi xuống khu vực rừng thuộc địa phận thị trấn Tân Uyên. Do địa hình rừng già rộng, các thành viên hội dù lượn khó xác định vị trí chính xác. Sau 5 giờ băng rừng vượt thác tìm kiếm, đến 1 giờ 25 phút ngày 29 tháng 11, tổ cứu hộ đã tìm thấy anh Đê tại một nương thảo quả tại khu vực rừng đầu nguồn Hoàng Liên thuộc bản Hua Pầu, thị trấn Tân Uyên trong tình trạng bị thương, mất nhiều máu và hạ thân nhiệt do thời tiết trên núi giảm sâu. Rất may, sau một thời gian điều trị, anh Đê sau đó đã bình phục.